Nhà ở cấp 4 hiện nay đã được nâng cấp khá nhiều dựa vào sự kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại. Các loại kiến trúc nhà ở cấp 4 đẹp phổ biến nhất hiện nay đó là nhà mái Thái, mái Bằng, mái Nhật và mái lợp hiện đại, và vẫn còn một số mẫu thiết kế nhà giá rẻ là mái tôn hoặc lợp ngói. Vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thuê thiết kế để xây dựng nhà ở, hãy tham khảo các mẫu nhà đẹp cấp 4 dưới đây để có được một bản thiết kế hợp lý cho mình nhé. Chi phí xây dựng nhà cấp 4 ở nông thôn là bao nhiêu? Hiện nay các công ty thiết kế và thi công thường áp dụng cách tính chi phí xây nhà cấp 4 trên mét vuông xây dựng. Trong đó sẽ có hai hạng mục là thiết kế phần thô hoặc thiết kế trọn gói. Chi phí xây dựng phần thô dao động trong khoảng 3 triệu đến 4 triệu đồng trên mét vuông, tùy vào quy mô, nhu cầu và các vùng miền sẽ có giá khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo một mẫu nhà cấp 4 mái giả Thái dưới đây. Ngôi nhà được thiết kế đơn giản đẹp với chi phí thấp. Ngôi nhà được xây dựng trên phần đất có diện tích 5 x 18m. Công năng của mẫu nhà này bao gồm một phòng khách, một gian bếp ăn, hai phòng ngủ và một toilet. Đây là một mẫu nhà tương đối tiện nghi, rất thích hợp cho những vùng nông thôn hoặc thành thị và phù hợp với những gia đình có nhiều thành viên. Mọi chi tiết về mẫu nhà cấp 4 này bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé.